Nhà vườn Trọng Minh xin kính chào quý cô bác anh chị và bạn yêu cây trên cả nước nhé. Hôm nay bên nhà vườn quay cái video clip ngắn để trả lời một số câu hỏi của quý anh chị và các bạn. Thì trong thời gian qua ấy, bên em có làm cái video quay về cây phong lá đỏ Nhật Bản. Có rất nhiều người hỏi em là cây có thích nghi với điều kiện khí hậu của Việt Nam hay không, có sinh trưởng phát triển tốt hay không ấy. Thì hôm nay tiện đây, em vườn em đang có cái lô phong lá đỏ. Cây này đã được dưỡng rất lâu ở Việt Nam rồi nhá. Đấy, đã được bên em dưỡng rồi. Đấy, phong thì là phong Nhật Bản rồi. Bên em chỉ bán phong Nhật Bản thôi, còn phong công trình bên em không bán nhá. Đấy, bởi vì những cái đặc điểm như là phong lá đỏ Nhật Bản nó có cái màu đỏ liên tục trong năm, ít chuyển xanh, rất dễ để làm cái cảnh quan công trình. Nên là bên em mọi người thích cái loại phong này nên bên em chỉ chuyên bán phong này thôi nhé. Thì cũng giới thiệu luôn với các bác, thì là cái phong lá đỏ bên em ấy thì cây là được dưỡng hết rồi, được dưỡng ở Việt Nam từ rất lâu rồi, rất ổn định. Đây, bầu này là bầu Việt Nam các bác nhé. Đấy, bầu này là bầu Việt Nam nhé. Đấy, dưỡng ổn định này, rễ đã thò ra ngoài rồi này. Đấy, gốc hàng này thì gốc từ 4 phân, gốc khoảng 4 phân các bác nhé, 3-4 phân. Đấy, cây nguyên bản luôn. Đây, cây hoàn toàn là cây nguyên bản nhé. Thì đây, mọi người có thể xem trực tiếp đây. Thì sau một thời gian dài dưỡng tại Việt Nam ấy, cây tự ra lá, tự phát triển đây, rất là xanh, xin lỗi, rất là đỏ, rất là lá rất là tốt nhé, da rất là khỏe, không có biểu hiện gì của cái sâu bệnh cả. Đây là một số lá này là vừa rồi đang có bị cháy, bởi vì các bác biết ấy, phong lá đỏ nó là một loại cây mà lá mỏng. Đấy, lá mỏng nên là khi mà gặp thời tiết nắng nóng thì rất là dễ cháy. Thì như thời tiết miền Bắc mấy hôm vừa rồi nắng gắt, gọi là nắng rất là người không chịu được, nên là đến cây thì phải cháy là điều đương nhiên rồi. Thì đặc điểm của phong lá đỏ ấy, thì khi mà các bác tuốt lá ấy, đấy thì nó sẽ ra lá mới, sẽ ra màu đỏ, và khi mà lá già nó sẽ có những cái phớt xanh như thế này. Đây các bác nhìn, đây lá đây nó không phải là đỏ hẳn mà nó sẽ có những phớt xanh. Đây là những lá già nhá. Thì tùy vào cái điều kiện khí hậu nó có màu xanh rõ rệt hay là màu xanh phớt phớt như thế. Đây, có những cây thì lá nó cũng xanh hơn. Đấy, thì là những cây mà do là em để trong dâm, để trong bóng dâm, nó cái sắc tố của lá nó kém. Đấy, nó sẽ bị bạc màu nhanh. Đấy, những cây mà để được ngoài nắng thì các bác xem. Đây, những cây để ngoài nắng này, lá rất là đỏ này. Những cây mà để trong dâm này, lá nó có màu xanh hơn, những lá già có màu xanh hơn nhé. Nhưng mà các bác yên tâm là khi mà các bác tuốt lá ấy, thì nó lại chuyển sang màu đỏ ngay. Đấy, đặc điểm của phong lá đỏ như vậy nhé. Đây, bảy thùy, chuẩn bảy thùy luôn này, lá nhỏ. Đấy, đặc điểm của phong lá đỏ. Đây, đổ rồi. Đây, các bác thấy không? Ở ngoài nắng ấy, thì lá rất là đỏ. Cây này hôm vừa rồi để khô quá, bây giờ tưới nào để khô quá, cháy hết lá rất là nhiều nhá. Thì rất nhiều bác đã hỏi em là phong lá đỏ liệu là có thích nghi được với Việt Nam hay không, có trồng được hay không, và có phát triển tốt hay không, lá có đỏ hay không. Thì đây là minh chứng rõ ràng nhất cho các bác nhé, câu trả lời rõ ràng nhất nhá, không cần phải giải thích nhiều. Đấy, thì bên em trồng ở Việt Nam, dưỡng Việt Nam đây, lá ra rất là tốt, rất là đỏ, rất là đẹp. Đấy, vì nó ở trong bầu nhỏ, bầu này bầu nhỏ thôi, nên là cây nó không lớn được. Để loại là với cái bầu kích thước bầu này thì cây như này là quá tuyệt vời rồi. Đấy, nếu các bác mà có nhu cầu mua phong lá đỏ Nhật Bản đấy, cây ghép hoặc là cây nguyên bản thì cứ liên hệ với nhà vườn Trọng Minh nhé, số điện thoại 0348448145. Đấy, bên em giao hàng đi cả nước các bác nhé, ở vị trí nào, ở địa điểm nào bên em cũng có thể giao hàng được.
Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video nhé. Hy vọng là video của em giải đáp được các thắc mắc của mọi người. Rồi. Xin chào mọi người ở video sau nhé.